Like many other countries, Vietnam has been continually coping with cybersecurity attacks and risks, most of which are well-organized and happen on a global scale. Meanwhile, more than 60% of Vietnamese agencies and organizations cannot record and detect scanning activities and probing attacks targeting their information systems. About 50% do not possess prepared workforce or standardized procedures to respond to cybersecurity incidents, even when the incidents have been detected or the organizations and agencies themselves have gotten warning of the attacks. In fact, Vietnam lacks professionals who have deep knowledge of the field and practical experience in ensuring cybersecurity. This means an environment for hyper-realistic cyber warfare training and drills is crucial. Thì an ninh mạng ấy thì cần phải có thực chiến thì mới tiến bộ được. Thực sự rất cần một nơi để trải nghiệm, luyện tập, nâng cao trình độ và khả năng thực chiến. Vì là chưa được rèn luyện với những cái tình huống như trong thực tế. Em nhiều lúc không biết bắt đầu từ đâu cả. Nên là đôi khi chúng tôi có những cái lúng túng trước những sự cố an ninh mạng. Chúng em rất là mong muốn có một môi trường thực hành và rèn luyện. Giúp chúng em tôi luyện bản thân ở trên chiến trường mạng. Do vậy chúng ta rất cần một cái môi trường để thực hành. Vietnam Cyber Range is the solution. Vietnam Cyber Range simulates from information technology systems such as e-government, smart cities, etc. to specialized systems like electricity, transportation, finance, and others, thereby meeting all demands for a hyper-realistic cyber warfare environment for training, researching, and assessing cybersecurity skills, as well as providing cyber exercises which can be customized to meet your needs. The solution has a library of constantly updated scenarios to simulate a variety of real cyber warfare conditions, and a pre-installed accompanying toolkit set. Với khả năng tạo ra môi trường thực chiến đa dạng, hệ thống thao trường mạng Vietnam Cyber Range sẽ giúp cho quá trình đào tạo nhân lực an ninh mạng trình độ cao. Thay vì phải mất từ 7 đến 10 năm, chúng ta có thể rút ngắn thời gian xuống còn một nửa và trang bị kỹ năng cho học viên toàn diện hơn. Vietnam Cyber Range, designed and developed by BKAV Corporation, is a made in Vietnam product, capable of creating simulations that are closest to real situations in Vietnam. It can also quickly satisfy users' needs of updates and changes and can be easily deployed at a reasonable cost. BKAV là một tập đoàn với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng. Chúng tôi là nhà tổ chức của nhiều sân chơi với tầm quốc tế như cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu YHS Grand Prix, cuộc thi YHS Contest. Đồng thời chúng tôi cũng là nhà tổ chức của hàng loạt các cái chương trình diễn tập an ninh mạng với quy mô toàn quốc. Chúng tôi có đầy đủ năng lực tạo ra hệ thống thao trường phục vụ cho công tác đào tạo, huấn luyện cho đến diễn tập sát hạch để nâng cao kỹ năng thực chiến. Vietnam Cyber Range là một giải pháp mà chúng tôi rất mong đợi. Có một nơi như thao trường mạng để rèn luyện là quá tốt. Chúng tôi mong muốn cái giải pháp này sẽ được lan tỏa tới cộng đồng. Thao trường mạng chính là lời giải cho những vấn đề chúng tôi đang gặp phải. Thao trường mạng đã mang đến cho bọn em một môi trường để rèn luyện và nâng cao khả năng thực chiến. Những điều được học ở trên sách vở, chúng em đã có thể thực hành. The more you sweat in training, the less you bleed in battle. Training makes each soldier always ready for any situation in real battle. Vietnam Cyber Range, your digital battlefield.